Game là một công cụ giải trí vô cùng gần gũi và phổ biến hiện nay. Nhà nhà chơi game, người người chơi game, đến đứa trẻ con 1-2 tuổi cũng đã biết dùng điện thoại hay là iPad để chơi game. Do vậy mà game là một thị trường cực kỳ tiềm năng và màu mỡ. Cũng chính vì lý do này mà khóa học Unity 2D Math Theory ra đời. Khóa học này thì nhằm hướng dẫn các bạn có thể là tự lập trình và phát hành game của riêng mình dựa trên công cụ Unity 3D Engine. Nội dung khóa học thì như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ học ngôn ngữ lập trình C#. Thứ hai là chúng ta sẽ đi làm quen và đi tìm hiểu các thành phần của công cụ Unity 3D. Và thứ ba là chúng ta sẽ đi kết hợp ngôn ngữ C# với công cụ Unity 3D để có thể lập trình ra những cái tựa game của riêng mình. Như các bạn biết là để thành thạo một công việc nào đó thì chúng ta cần thực hành công việc đó càng nhiều càng tốt. Do vậy mà khóa học Unity 2D Mastery được chia ra làm hai khóa học con khác nhau. Khóa học thứ nhất đó là khóa học căn bản. Thì khóa học này tập trung hướng dẫn tỉ mỉ những bạn mới bắt đầu học về ngôn ngữ lập trình C#, cũng như là những cái bước ban đầu, những cái bước đầu tiên để có thể là tự lập trình ra những cái tựa game của riêng mình. Khóa học thứ hai đó là khóa học nâng cao. Tất nhiên rồi, khóa học này thì dành cho những bạn đã thành thạo vững chắc ngôn ngữ lập trình C#. Và trong khóa học này thì chúng ta sẽ chỉ tập trung đi tìm hiểu các thành phần của công cụ Unity 3D, và sau đó chúng ta sẽ kết hợp ngôn ngữ lập trình C# với công cụ này để có thể là tạo ra những tựa game khác nhau. Ok, đến đây mà bạn vẫn còn xem video này thì còn chờ gì nữa mà không chọn ngay cho mình một khóa học phù hợp nhất hoặc liên hệ với mình để có thể nhận được tư vấn cụ thể hơn. Rất là mong có thể gặp bạn trong khóa học sắp tới nha. Chúc bạn sức khỏe và thành công.